Khuyến mãi đặc biệt dịp lễ Noel, đặt mua ngay áo khoác Liên Quân để được tặng áo thun siêu Việt miễn phí. You just have to try harder than you fight. You might be lost like sunshine in the night. You know what they say, life's about to end. Xin chào tất cả người và chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với vị tướng Richter. Vị tướng này có một sự điều chỉnh và có một cái sự thay đổi vô cùng lớn mà mình cảm thấy khá bất ngờ. Trước đây thì mình có dự đoán qua, trời ơi cái gì thế này, sao mà sang cướp rừng gắt thế vậy, rừng ơi đợi tí nhá, kéo cái con bùa ra, mình sẽ cần phải lên level 2 xong rồi mình mới hỗ trợ được bạn trong rừng được. Ok, Vera vào rừng cướp con Nagroth thì chịu rồi, nhưng mà dù sao thì mình sẽ cố gắng hủy diệt luôn này. Phép bổ trợ cho trận đấu này mình mang tốc biến cơ mà. Ok, level 2 là mình sẽ vào hỗ trợ rừng đây. Nhờ Vera biết chạy đi đâu rồi. Đây là Vera đây rồi. Nó chưa cướp được bùa xanh đâu. Đây là Vera. Con mồi Vera. Úi giời ơi, thôi xịt rồi. Dù sao thì mình cũng câu được cái tốc biến của Vera. Richter, chúng ta chính thức nằm trong vòng quay kho báu. Để sở hữu được vị tướng này, chúng ta sẽ phải bỏ ra một viên đá quý. Cái này thì trước đây tầm 1-2 tháng trước, khi mà vị tướng Richter ra mắt phiên bản chính thức, thì mình đã cũng đã dự đoán rồi. Nhưng mà khá bất ngờ, lúc đấy thì nó nằm trong cái sổ sứ mệnh mùa 2. Để sở hữu được vị tướng này, chúng ta phải bỏ ra 60 điểm. Đạt cấp 60. Đạt cấp 60 thì có thể sở hữu được cái vị tướng này trong sổ sứ mệnh mùa 2. Nhưng mà khi sổ sứ mệnh mùa 2 kết thúc, vị tướng này còn đang rất là bá đạo. Liên Cơ Bài quyết định cho vị tướng này vào trong vòng quay kho báu. Và chính thức gạt bỏ đi cái quan điểm đó là không có vị tướng nào nằm trong kho báu nữa. Vậy nên là quan điểm đấy hiện tại được thay đổi đi, đó là Richter chúng ta nằm trong vòng quay kho báu và chính thức sở hữu một viên đá quý. Đó, chính thức các bạn nếu mà muốn đổi vị tướng Richter phải bỏ ra một viên đá quý. Sau đó khi mà Richter hiện tại đã ra mắt trong vòng quay kho báu, lập tức một bộ trang phục được ra mắt khỏi vòng quay kho báu, một bộ trang phục đáng mong chờ nhất, thay đổi hiệu ứng rất nhiều, đó là Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh. Đó, đây là một cái sự thay đổi rất là gắt đến từ Ghana đến Kobay. Và mình thử xem là sức mạnh vị tướng Richter hiện tại khi mà nằm trong vòng quay kho báu nó còn bá đạo hay không. Ok, để mà chơi vị tướng Richter, anh em biết là vị tướng này bá cả ba đường rồi. Mặc dù có giảm sức mạnh trong phiên bản hiện tại, nhưng mà không vì thế mà Ghana lên cơ bài bỏ qua vị tướng này. Đấy, anh em thì nhìn thấy là nằm trong vòng quay kho báu luôn, rất là gắt. Mình rất thích cái cơ chế núp bụi và khi mà mình có thể lao ra tấn công đối phương và sau đó là có thể hất tung được đối phương lên. Rồi, đấy chưa, hất tung, mình rất thích cái cơ chế đó, hất tung luôn này. Mình có tốc biến mà, ok, trời ơi. Băng trụ ăn rất nhạt tuẹt luôn, 4-0 rồi, team gì mà đánh xanh vậy ta. Còn phê vấn trang bị cho vị tướng Richter thì mình sẽ để lại trong clip lần này. Hiện tại thì mình đang chơi nick từ tử, các bạn có thể nhìn thấy đây là nick mà mình làm clip khá là nhiều. Đây là nick của bạn Phó Clan và bạn ấy cũng hỗ trợ rất là nhiều trong việc mình tìm người làm clip. Ví dụ như là tìm người làm biệt đội này, biệt đội nọ hoặc là làm về những cái biệt đội chôn game. Thì Bin cũng là một trong những người mà mình khá là tin tưởng. Sắp tới thì Bin sẽ có một ca mổ mắt, bạn ấy bị cận khá là nặng. Vậy nên là mình xin chúc bạn Bin sẽ có một ca mổ mắt thành công và sớm bình phục trở lại để có thể theo đuổi ước mơ. Đó. Thật ra thì kể cả mình cũng bị cận thôi, nhưng mà mình chắc là mình cận không nặng bằng bạn Bin. Nhưng mà dù sao thì mình cũng nói luôn là anh em cũng hạn chế về việc khả năng chơi game. Đây là do tính chất công việc của mình suốt ngày phải cắm đầu chơi game cũng như là
livestream cũng như là để ngồi máy tính suốt ngày nên không thể tránh được. Còn bạn nào hiện tại đang đi học và chưa xác định rõ tương lai, ví dụ như các bạn không theo đuổi cái con đường ví dụ streamer hoặc là youtuber, không theo đuổi về cái kiểu game hoặc là kiểu dạng như ở suốt ngày ngồi với máy tính, thì các bạn cũng hạn chế đi. Tại vì đôi mắt của chúng ta rất quý giá. Bây giờ các bạn mổ thì các bạn chỉ mổ được một lần duy nhất thôi. Nếu mà đã mổ mắt thì mổ được một lần duy nhất trong đời thôi. Vậy nên là cũng hạn chế đi, kể cả mình cũng vậy. Mình sẽ cố gắng làm sao đến bao giờ mắt của mình có thể yếu. Nói chung đến bao giờ mắt của mình nó yếu đi thì mình sẽ mổ. Rồi, chết này. Rồi, ok, có một mạng của Butterfly, đứng lại cái nào. Đứng lại, chết, ôi dồi ôi, tí nữa thì cái gì vậy? Sao không hôn tôi đi, hôn đồng đội tôi làm gì? Nào, có lúc lên bảng nốt rồi. Đó, hiện tại thì các bạn có thể nhìn thấy là Victor bá cả ba đường, bá cả đường trên bờ, dưới nước, đường sông, với trong bụi cỏ nữa. Và ba cơ chế này mình cũng nói là mình rất thích cơ chế trong bụi cỏ rồi. Đó, rất thích trong bụi rậm và bụi cỏ luôn, anh em thì nhìn thấy này. Úi trời ơi, gắt đừng. Được cái Victor, chúng ta có thể chặn được sát thương của đối phương rất là nhiều đến từ chiêu thứ hai. Vậy nên là nếu mà tận dụng được cái chiêu thứ hai này, chúng ta sẽ cấu rỉa được rất nhiều chiêu cuối của team bạn trong combat. Ất tung lên, chắc chắn chết rồi, chết chắc rồi. Đấy, chiêu 1 của mình phi rất xa, các bạn nên nhớ cái điều đó, chết chắc rồi. Rồi, lên bàn điểm số, siêu Việt. Wow, ai lên ganh là mình cũng thịt luôn. Nhưng mỗi tội là mình hơi bị ép một chút, tại vì là team bạn lên ganh nhiều quá. Thế nên là về cái lượng máu của trụ mình không thể đảm bảo được. Richter, một vị tướng được hiện tại có rất là nhiều bạn sở hữu rồi. Tại vì là rất là nhiều bạn đã làm được cái sổ sứ mệnh mùa 2, đã sở hữu được vị tướng này. Nói chung là những cái bạn nào mà chưa thể sở hữu vị tướng này trong sổ sứ mệnh thì đây là cơ hội cho các bạn để có thể là sử dụng một viên đá quý đổi lấy vị tướng Richter. Người ta thường nói đây là Rick Kid chứ không phải Richter, tại vì nó khá là vần với nhau. Cái gì là Arum? Ui giời ơi, sao các bạn ganh tôi hoài vậy? Ganh tôi làm cái gì? Có đồng đội tới rồi, chơi ngược lại. Ui dồi ôi, nổ kìa, lên bảng đi còn gì nữa. Nổ, ui thực lệnh bài phong thần. Quá nhỏ anh em ơi, thật sự quá nhỏ luôn. Nhưng dù sao thì Nakroth cũng làm rất tốt khi mà Nakroth kiếm được hai mạng double kill. Mình cũng không bị thiệt thòi, mình cũng có được cái mạng hỗ trợ, bình tĩnh nha. Trận đấu này rất là tuyệt vời khi mà team bạn toàn máu giấy thôi, và Richter thích cái điều này. Richter theo cơ chế là núp bụi tấn công theo kiểu bất ngờ. Các bạn thường chơi vị tướng Richter theo phong cách đó là bắt xạ thủ một cách cực kỳ tốt, chơi theo kiểu bất ngờ, mình đã nói rồi. Núp bụi, sau đó là sử dụng chiêu 1 hất tung lên. Hai lần hất tung các bạn, nếu các bạn tận dụng tốt thì chúng ta sẽ có hai lần hất tung. Chiêu 1 sử dụng trúng mục tiêu sẽ được tái kích hoạt lần 2. Chiêu thứ 2 thì nó tích cho các bạn được hai lần rồi, tối đa hai lần. Đấy, rất là phê. Toàn màu giấy thế này là em thích rồi. Có mỗi Arun là châu chó thôi. Hất tung lên này, hất tung lên nửa cây máu. Ui giời ơi, thôi thôi chết rồi. Bạn ơi, hôn gió tôi làm gì. Trời ơi, đúng một hất tung nó chết luôn anh em ơi. Đấy, mình đã nói rồi. Có Butterfly, có Vera, có Lindis, có Theonat. Đúng thật là bốn cô nàng này. Mình thích cả bốn nhưng mình không yêu. Mình không yêu Arun. Trong trận đấu này Arun có vẻ hơi bị lạc loài thì phải. Chứ mình không thích Arun một chút nào. Ba cơ chế hiện tại thì các bạn có thể nhìn thấy là khi mà mình ở gươm lam, gươm hiện tại gươm màu xanh nước biển đấy, chết chắc rồi bạn. Ôi giời, tốc biến làm cái gì, tốc biến làm gì, hai lần hất tung cơ mà. Hai lần hất tung cơ mà, đừng để cho Richter di chuyển trong bụi. Đấy là những cái gì mà các bạn sẽ phải nhận được, những cái gì mà các bạn sẽ phải trả giá. Siêu Việt, ok, mình sẽ cố gắng lấy cái trụ này nhá. Nhưng mà mỗi lần lấy trụ lại có một người lên đây, team bạn giữ trụ rất tốt, lại thêm Arum lên đây này. Sự là bây giờ mình xả combo và Arum thì nó cũng không mất máu bao nhiêu đâu anh em ơi. Anh em thấy chưa? Nó lại hồi bằng đầy máu rồi. Công cốc luôn. Hơi bị công cốc luôn. Chiêu 1 này chúng ta có thể tận dụng được 3 lần chứ không phải là 2 lần duy nhất. Thôi không chơi nó đâu. Đúng thật là không thể chơi nổi. Bây giờ chỉ có AD đứng ngoài và bắn vào trụ rồi. Đúng rồi, bắn vào trụ đi bạn ơi. Xả sát thương vào trụ đi. Có Vera rồi, Vera. Úi hồn gió. Úi. Trời ơi, bắn tim mà thả thính. Chuyên nghiệp thật. Bình tĩnh nha, có cả Telnet này. Hất tung lên, không được rồi, sai rồi, anh em thấy chưa? Chỉ một sai sót nhỏ nhỏ thôi. Là chiêu 1 của mình sẽ không được tái kích hoạt lần 2. Violet đang phải bỏ chạy rồi, hôn gió rồi, ok, lần này thì thảm đấy nhở. Lên bảng đi còn gì nữa, tiếp tục này. Anh em 2 hiếp 1 không chột cũng que, lệnh bài phong thần làm cái quân que đi.
Rồi sao lên bảng nốt. Hiện tại thì mình cũng được 7 mạng rồi. Team bạn mới ăn được 4 thôi. Nói chung là team bạn khá bị lép vế. Một cái đội hình mà rất lắm sát thủ và team bạn lại lắm xạ thủ với cả là pháp sư thế này. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải ép được rừng cơ. Không ép được rừng thì rất là khó. Teo nát đổi lên rồi, vừa xong thì Butterfly ở đường trên này nhưng không chơi được mình nữa, cử thanh niên teo nát. Teo nát càng dễ chơi hơn Butterfly. À biết mình trong bụi rồi. Tại vì sao là vừa xong là teo nát biết mình trong bụi. Chiêu thứ hai vì tướng teo nát bây giờ sử dụng chúng mục tiêu sẽ được tan tốc độ di chuyển. Vậy nên khi mà teo nát bắn chiêu thứ hai vào bụi để check thì lập tức cô nàng này nếu mà bắn chúng mình sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Vậy là biết thôi là mình đã bị lộ. Đây là làm sao mình phải giành được teo nát cơ chứ còn bây giờ bắt Arun bắt làm gì. Rồi rồi bắt Lola đây này. Trời luôn mảnh băng trụ chiêu thứ hai mình mạnh mà. Chết chết. Úi trời ơi không tới được kìa. Mình không thể tin nổi luôn. Cái chiêu thứ hai sử dụng quá thành công rồi nhưng mà ai ngờ nó không tới. Rất khó. Ép được trụ này nha. Cái đường trên kia thì mình chịu thôi. Mình phải đi đào đường thì đành phải chấp nhận mất một cái trụ thôi. Đi đâu cũng gặp Arum. Đúng thật là số mình hôm nay làm sao ấy nhỉ. Lộ rồi con bùa xanh này. Nó cứ đi theo mình thôi. Nói chung là khá khó chịu. Để mà nói là để mà ép được trụ team bạn rất là khó. Bây giờ phải có được tài thần sư ta và kèm theo là con rồng tiên phong. Chứ còn đội hình team bạn anh em thể nhìn thấy dọn lính rất là nhanh. Chỉ cần Arun đứng lên đằng trước và teo nát kèm theo là Lilith đứng ở trong nhà. Có thể người ta gọi là dọn lính rất là nhanh rồi. Giá thống khổ đây rồi. Úi dồi ôi, trâu lắm rồi đấy. Bây giờ sẽ lên một trang bị kháng phép nữa thôi thì là rất là tuyệt vời. Ok nát cái trụ này. Cuối cùng cũng lấy được cái trụ đường trên. Đỡ ai náy với đồng đội. Chứ đồng đội phá gần nát hết trụ rồi. Mình tôi có mỗi cái trụ đường trên là tôi chưa lấy được thôi. Bình tĩnh anh em. Khi mình đang có được cái gọi là cái bùa của quyền năng. Con rồng rồng hắc ám. Chết chắc rồi. Chết đi còn gì nữa. Đã gọi là băng trụ và cố gắng sử dụng băng trụ. Chúng ta sử dụng chiêu 2 như thế này là chúng ta kể cả sát thương của trụ chúng ta cũng có thể là chặn được sát thương của trụ luôn. Thôi nào. Bình tĩnh nào. Chạy đi còn gì nữa. Ui dồi chạy thật anh em ơi. Chạy luôn rồi, không thể đỡ nổi. Đúng thật vị tướng này nằm trong kho báo liên cơ bay. Đây là một cái sự bất ngờ. Mặc dù vị tướng này bị giảm sức mạnh nhưng mình không nghĩ là nó lại có thể bá đạo đến thế. Trận đấu này mình sẽ cố gắng giữ và không để chết mạng nào nha. Tôi sẽ giữ lấy cái sự trong trắng. Bây giờ sẽ phải ép lính cao lên đã. Mình sẽ ép nốt cái trụ ép lính đường dưới này. Sau đó là ba đường đều có lính ép lên thì rất là dễ để có thể lấy trụ được. Chủ yếu anh em thì nhìn thấy những đòn đánh thường của vị tướng Richter nó không gây ra sát thương nhiều. Mà nó gây ra sát thương nhiều đến từ bộ kỹ năng nhiều hơn như là chiêu 1 và chiêu 2, chiêu 3. Chứ còn đánh thường vị tướng này nếu mà để mà đứng nguyên đánh thường ấy thì rất là khó. Đứng người đánh thường thì lượng sát thương không được nhiều đâu anh em. Chiêu thứ hai này chặn hết sát thương đó, bắn hết tôi đi. Ui giời ơi, cái chiêu thứ hai của mình lúc nào cũng sẵn sàng luôn. Huân chương choay rồi, có kháng phép đây rồi. Vừa có kháng phép, vừa có giáp, vừa có sát thương. Mình một cái điều mình rất thích đến từ Richter nữa đó là khi mà chúng ta bước vào trạng thái từ sông lên đường, từ đường vào trong bụi thì chúng ta sẽ được tăng một chút tốc độ di chuyển nếu mà chúng ta thay đổi trạng thái. Như vậy rất là khó để có thể bắt được Richter khi mà Richter bị truy đuổi. Nói chung vị tướng này mình khẳng định là nằm trong kho báu liên cơ vai thì không có gì gọi là phải nuối tiếc cả. Tại vì là quá cơ động rồi. Xong hai trụ rồi, ép hay quá. Team ép được hai trụ rồi, team bạn bây giờ chỉ cần mất được trụ thứ ba thôi là tan nát cuộc tình. Đang đợi lính lên nốt thôi. Team có Violet thế nên là bây giờ mà ép trụ thì cũng khá đơn giản.
Chủ yếu là team bạn có dẹp lính được không thôi. Úi dồi ôi, máu thế Quyền Vương ơi. Trời ơi, bạn vào lao vào làm một pha highlight nhưng cũng phải bỏ mạng rồi. Nhiều bạn nói là cái giọng của mình nó khác quá. Hiện tại thì mình cũng nói là hiện tại là mình đang bị ngạt mũi. Thế thì anh em biết được ngạt mũi thì cái giọng nó rất là ồm. Bắt nạt gì bạn tôi. Đấy, nó cái trụ thứ ba thôi là thắng rồi. Bây giờ Violet đang cố gắng ép cái trụ thứ ba nhưng mà Arum đánh khá là thông minh khi mà dọn lính từ xa. Cho Arum này. Ủa ơi khó quá, Arum rất là trâu luôn. Hơi sai lầm nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái trụ thứ ba này cần phải có lính cơ. Cần phải có lính thì mới giảm giáp được. Không có lính thì chúng ta rất khó ép. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng tìm một cái bụi nào đó là mình sẽ chơi theo một phong cách là núp bụi và tấn công bất ngờ. Đây rồi, mình sẽ lựa chọn đây là cái bụi tiếp theo kia ra đi. Để cho mình đứng trong bụi này nha. Đợi xem AD team bạn ra là mình thịt luôn. Hy vọng rằng, ui sổ ơi, lại gặp cái butterfly chân dài này. Thôi chơi tạm anh em ạ. Chơi tạm thôi, có gái thôi chơi tạm anh em ạ. Có còn hơn không thì thôi cứ là từ từ từ. Chiêu 2 để chặn này. Đó, chiêu 2 chặn sát thương. Kể cả các bạn có thể né được cả cái tráng của vị tướng theo rét. Khi mà vừa xong thì mình đứng ở trong bụi thì mình được tăng tốc độ di chuyển. Ra bên ngoài lại được tăng tốc độ di chuyển, làm cho teo nát không thể tấn công được. Bình tĩnh nha. Giờ thì mình sẽ lên nốt trang bị đó giáp hộ mệnh. Và tí nữa thì mình sẽ bán hôn chương choi đi lên giáp hộ mệnh. Tại vì là mình cảm thấy như kiểu Vera team bạn bây giờ là quá yếu rồi anh em ơi. Vera bây giờ team bạn là xếp top đó là 272. Thế nên là hôn chương choi trong trận đấu này nó không còn tác dụng nhiều nữa. Khi mà cái lượng giáp tương phép của team bạn không có, thế là tốt nhất là cứ lên hơn cứ bán cái huân chương choi đi để cho mình là mình vẫn giữ nguyên cái giày. Mình sẽ bán huân chương choi và lên cái giáp bông mệnh, nhưng mà bây giờ mà bán đi vẫn chưa đủ tiền anh em ơi. Nó cái giáp bông mệnh nó phải tầm 2.000 vàng cơ, đúng thật 2.000 vàng, nó tầm 2.000 vàng. Ok, ôi cái gì vậy, hôn cái gì tôi khổ lắm, thả thính rồi tốc biến rồi à? Thế mà cũng đòi chạy ra hôn người ta cái em tốc biến chạy đi, đúng rồi, đúng là đồ kiêu chảnh. Ok, tốc biến luôn, thịt luôn rồi một bạn. Gặp ngay theo nát đi qua, mình phải sử dụng đến cả tốc biến mà được mạng. Ôi trời ơi, khó quá, Lidit nó lắp thêm não, nó lắp thêm chân và chạy nhanh quá anh em ơi. Bây giờ mà bạn quay ra bắt Lidit thì kiểu gì kiểu mình cũng bị khống chế của Arum. Đoán là thế anh em, nhưng mà không biết là có phải vậy không. Biết ngay hồn gió của Vera rất nhiều khống chế rồi, lên bảng. Ôi trời ơi, tôi biết ngay mà. Sao nó hồi cái khống chế nhanh vậy. Ok, bây giờ sẽ lên giáp hộ mệnh đây, bán hôn chương choi là lên giáp hộ mệnh rồi. Bây giờ thì team mình còn 4 người. À đâu, team bạn chết mất 4 người rồi. Còn mỗi mình là Lidit thôi, không thể nào giữ được cái trụ này. Tôi còn cái giáp hộ mệnh mà, đánh tôi thoải mái đi. Trời ơi, thoải mái này. Rồi, mình còn giáp hộ mệnh, ok, mình thịt luôn, sợ gì đâu, chạy luôn. Thịt nó luôn, lên bảng điểm số, thêm còn đồng đội đây, 12 điểm hạ gục. Ok, và kết thúc trận đấu thôi. Clip này chủ yếu là muốn thông báo cho các bạn xem qua về vị tướng Lictor chúng ta đã nằm trong kho báu Liên Cơ Vai. Và để sở hữu được vị tướng này chúng ta sẽ phải bỏ ra một viên đá quý kèm theo vị tướng Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh đã ra khỏi kho báu Liên Cơ Vai. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.